Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 246 Rất nhanh, Tần Hoàn rút tay lại, nàng không nhìn nam nhân nữa mà quay sang Chu Hoài. Hắn đã bị trúng thuốc, có thể là loại nguyễn cốt tán hoặc mông hãn dược, khiến hơi thở ngưng trệ và cơ thể trở nên vô lực. Tần Hoàn liếc nhìn thoáng qua người nam nhân ở góc phòng, giọng hắn chắc chắn cũng bị phong tỏa. Tần Hoàn nhìn về phía Chu Hoài, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng ngồi xổm xuống. Trong lòng nàng có phần run rẩy và căng thẳng, vì nàng biết mình đã vô tình phát hiện ra bí mật của Bách Thảo Viên do Tôn Hạo Nguyệt quản lý. Một thần y chữa bệnh không bao giờ cầm tù người bình thường, càng không bao giờ sử dụng dược để khống chế như vậy ngẩng đầu lên Tần Hoàn nói và lôi từ tay áo ra một chiếc túi châm. Bốn chữ của nàng không mang tính thương lượng, mà là mệnh lệnh. Khi nàng rút ra một cây trường châm, nam nhân vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Hoàn. Sau một lúc đối diện, nàng bất ngờ giơ tay nắm lấy cằm hắn và dùng lực nâng lên. Đồng tử nam nhân co rút lại, hắn đưa tay định gỡ tay Tần Hoàn ra nhưng dường như quên mất mình đã bị trúng dược, phản ứng chậm hơn Tần Hoàn ngay khi tay hắn gần chạm vào cánh tay nàng ít hầu hắn bỗng dưng tê dần cây kim của tần hoàn đâm xuống nhanh và tàn nhẫn khiến nam nhân đau đến run rẩy toàn thân ngay sau đó tần hoàn rút tay và cây châm về lùi lại một bước và đứng dậy nam nhân cúi đầu vì đau đớn tần hoàn đứng trước mặt hắn bình tĩnh quan sát sau một lúc khi cơn đau dịu bớt hắn từ từ đứng dậy không kiềm được mà ho nhẹ hai tiếng tiếng họ ấy khiến trên mặt hắn hiện ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì cuối cùng hắn cũng phát ra được âm thanh. Giọng nói của ngươi đã bị phong bế bằng kim châm, người đó đã làm điều này để cầm tù ngươi. Người rốt cuộc là ai? Việc này có liên quan gì đến vị thần y không? Sự bất an trong lòng Tần Hoàn ngày càng lớn khi sự xuất hiện của người nam này gợi nhớ nàng đến nhiều điều kỳ quái trong Bách thảo viên, những vụ chó trúng độc, mèo bị giết hại, hai vụ án mạng bí ẩn và cả những thảo dược trong kho như tam thất, bạch cập và tím châu thảo tất cả đều có tác dụng cầm máu. Còn có ngải diệp, bồ hoàng, cây kế, mà du và dễ cỏ chanh. Dù đã lâu ngày, Tần Hoàn vẫn nhớ như in những gì mình chứng kiến hôm đó, không bỏ sót chi tiết nào. Những loại dược đó đều có dược tính khác nhau, nhưng điểm chung là chúng đều có hiệu quả cầm máu rất tốt. Tại sao hầu hết các loại thuốc lại là thuốc cầm máu? Trong tháng gần đây, Tôn Hạo Nguyệt chữa bệnh gì mà cần nhiều thuốc cầm máu như vậy? Tần Hoàn bỗng nghĩ đến những xác mèo bị xé nát. Mèo có đáng hèn hạ đến đâu thì không cần dùng thuốc cầm máu để giết chúng, nhưng con người thì khác. Một cơn lạnh buốt bò dần từ lòng bàn chân lên, Tần Hoàn nhớ đến những người trong bách thảo viên, từ lâm thầm đến tiểu hạt rẻ, đều đổ bệnh nặng, thậm chí chết đi rồi cũng chỉ để lại những thi thể. Tần Hoàn nghĩ đến những người trong Bách Thảo Viên, từ Lâm Thầm, Tiểu Hạt Rẻ, cho đến Đại Thành, tất cả đều mắc bệnh nặng rồi qua đời. Lâm Thầm sau khi khỏi bệnh sẽ làm món trà tô nổi tiếng cho nhà họ Trương, còn Tiểu Hạt Rẻ, khi hết bệnh sẽ tiếp tục nghề thợ mộc. Tôn Hạo Nguyệt dùng loại thuốc gì mà có thể khiến người ta có được tài năng mới? Ánh mắt Tần Hoàn lướt dọc theo cổ của người đàn ông, trong thời tiết như thế này, anh ta chỉ mặc một chiếc áo bạc mỏng có lẽ vì ra đi quá vội mà không kịp mặc thêm áo. Dù vậy, người đàn ông không hề bị cảm lạnh, ngược lại, dù trông có vẻ nhếch nhác, Tần Hoàn vẫn nhận ra anh ta có một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Anh ta không hề bị mất tay chân, Tôn Hạo Nguyệt chỉ muốn giam giữ anh ta một cách an toàn. Người đàn ông vẫn im lặng, nhưng ánh mắt càng lúc càng có sức ép mạnh mẽ. Tần Hoàn không lùi bước, cũng không né tránh, tỷ tỷ của ta đã mất tích vừa dứt lời trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng tần hoàn tiếp tục nàng đã mất tích tất cả chúng ta đều nghĩ rằng nàng đi về hướng đông tới ích châu nhưng truy tìm đến đây vẫn không thấy dấu vết ích châu cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng nhưng chỉ nói hai chữ với giọng lạnh lùng tần hoàn nhíu mày tì tì ta nhận lời mời của thiếu chủ nhà họ bạch bạch phi ngọc để tới ích châu tần hoàn không biết thân phận của người đàn ông nên không thể nói rằng tần tương tự mình muốn tới ích châu để gặp bạch phi ngọc từ mời làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ mà vẫn giữ thể diện tần hoàn thấy người đàn ông nhíu chặt mày nhưng không lâu sau hắn cúi đầu thấy hắn không có ý định hợp tác ánh mắt tần hoàn trở nên lạnh lùng chu hoài đứng phía sau cũng tỏ ra nôn nóng tần hoàn nhìn người đàn ông một lúc rồi nói có vẻ như ngươi không muốn thực hiện giao dịch này người đàn ông vẫn không nhúc nhích Tần Hoàn hơi híp mắt, dù đã phát hiện ra Bách Thảo Viên có điều bất thường, nhưng nếu người này không nói, nàng cũng không biết Bách Thảo Viên đang che giấu bí mật gì. Tần Hoàn nhìn hắn chằm chằm một lúc, đột nhiên rút từ tay áo ra một túi thuốc và đặt cạnh đống cỏ khô bên cạnh hắn, rồi quay người bước về phía Chu Hoài. Chúng ta rời đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Chu Hoài tưởng rằng Tần Hoàn sẽ cố chấp, nhưng không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy nói xong tần hoàn bước nhanh ra ngoài khi đi qua khúc ngoặt chu hoài đuổi theo hỏi cửu tiểu thư bây giờ phải làm sao tần hoàn mím môi quay sang nhìn chu hoài và nói chu quản ra chúng ta quay lại bách thảo viên bằng cách nào chu hoài hơi ngạc nhiên phục linh cũng không giấu được sự ngạc nhiên nhìn tần hoàn tiểu thư sao lại muốn quay về bách thảo viên tần hoàn không để ý đến phục linh chỉ nhìn chu hoài và nói Bách Thảo Viên có điều bất thường, ta cảm giác Ngũ tỷ có thể đang trên đường từ đó đến đây, hoặc vẫn còn ở Bách Thảo Viên. Vẫn còn ở Bách Thảo Viên sao? Tần Sương có chút lo sợ, người đó vừa rồi bị giam giữ ở Bách Thảo Viên ư? Cửu muội, có phải ý muội là Ngũ tỷ bị giam ở đó? Tần Hoàn lắc đầu, ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng Ngũ tỷ không thể đi xa như thế. Chúng ta quay về, nếu gặp nàng trên đường thì tốt nếu không thì sẽ về Bách Thảo Viên để tìm hiểu. Tần Sương không đồng ý, vì sao phải quay lại, nếu mọi người không biết ngũ tỷ đã theo Bạch Thiếu Chủ, thì việc đó chẳng liên quan gì đến họ cả. Làm ầm lên như vậy chẳng phải là chuyện không đáng sao. Tần Hoàn khẽ cúi đầu, nàng không bận tâm việc này có làm mất mặt hầu phủ hay không. Nhưng hiện tại nàng không có chứng cứ rõ ràng nên không thể thuyết phục được Tần Sương và Chu Hoài. Cửu tiểu thư, nếu quay lại tìm, chúng ta không cần tất cả phải đi cùng. Tôi sẽ quay lại, có thể gặp ngũ tiểu thư hoặc thế tử, còn cửu tiểu thư và lục tiểu thư có thể ở đây chờ. Chu Hoài nhìn quanh và nói, lần này, họ không còn đoán thù chúng ta như trước. Nếu cần, chúng ta có thể ở lại đây qua đêm, tôi sẽ để người canh giữ. Nếu có ai tìm tới, ta có thể dùng tiền để giải quyết. Tần Hoàn định nói gì đó nhưng lại thôi, Chu quản gia chu hoài thở dài cửu tiểu thư quay lại bách thảo viên lúc này không ổn đâu xin hãy nghe theo ý của tôi tần hoàn cười khổ bất đắc dĩ vì không thể tự mình điều động sa phu và thị vệ cũng không thể đi một mình tới bách thảo viên được rồi chu quản gia đi nhanh rồi về nhé chu hoài gật đầu xoay người đi về phía khách điếm để giao phó công việc tần hoàn đứng yên một lát rồi bất ngờ quay lại chỗ đống cỏ khô bước nhanh tới nhưng khi nàng đến nơi, bóng dáng người đó đã biến mất từ lúc nào. Tần Sương cũng tiến tới, thấy vậy thì tức giận, chạy trốn nhanh thật. Người cứu hắn mà cũng không nhận được một lời cảm ơn. Tâm trạng Tần Hoàn càng thêm nặng nề, khi trở lực cửa khách điếm, nàng thấy chu quản gia đã lên lưng ngựa, không mang theo ai mà để lại mọi người ở khách điếm bảo vệ Tần Hoàn và Tần Sương. Sau khi dặn dò vài câu, ông thúc ngựa rời đi. Ngụy Trường Phúc không biết Chu Hoài đã đưa bao nhiêu bạc, nhưng ông nhiệt tình mời Tần Hoàn và Tần Sương vào lại khách điếm, hai vị tiểu thư rời đi rồi, phòng sương vẫn được giữ lại. Hai vị tiểu thư vào nghỉ ngơi đi, ngoài đại sảnh lạnh lẽo, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một chút, vì Chu quản gia đã nói các vị phải lên đường suốt đêm. Miễn là không có tuyết, đi suốt đêm cũng không thành vấn đề. Tần Hoàn chưa kịp trả lời, Tần Sương đã gật đầu, "Được, mang một chậu than đến." Tất nhiên rồi, mời hai vị tiểu thư vào. Trong lòng Tần Hoàn đầy lo lắng, không muốn ở cùng Ngụy Trường Phúc và những người khác ngoài đại sành. Nàng theo Tần Sương vào phòng Sương, đi qua đi lại với tâm trạng sốt ruột. Hiện giờ đoàn người đã chia làm ba hướng, nếu tìm được Tần Tương thì tốt, nếu không, có lẽ sẽ gặp phải biến cố khác. Hai người Tần Hoàn chờ đến tận chiều, khi trời bắt đầu tối, Tần Sương cũng trở nên lo lắng. Sao lại thế này, tại sao Tam Ca vẫn chưa trở về? Dù không gặp được Tam Ca, Chu quản gia cũng nên sớm quay lại. Tần Hoàn ngồi bên mép giường, lúc này Tần Sương bước đi qua lại, tại sao lúc đó muội nói phải quay về Bách Thảo Viên? Chỉ vì người đó bị hạ dược sao? Có khi hắn được đưa tới Bách Thảo Viên để chữa bệnh, không nhận ra người bệnh nên đồng thúc mới lừa chúng ta tối hôm đó, hoặc có khi hắn điên rồi tỉnh lại bất chợt. Lời Tần Sương không phải là vô lý, nhưng trực giác của tần hoàn nói rằng bách thảo viên ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó các nàng dù đã rời khỏi nhưng vẫn chưa khám phá ra còn tần tương thì không chắc đang suy nghĩ đột nhiên đinh một âm thanh vang lên một vật gì đó xuyên qua giấy cửa sổ bay vào cái gì vậy bên ngoài có ai sao tần sương giật mình nhảy lên vội trốn về phía tần hoàn tần hoàn nhìn kỹ đó là một mẩu giấy nàng vội nhặt lên mở ra và thấy trên đó viết vài chữ siêu vẹo bằng than sắc mặt tần hoàn lập tức tái nhợt có chuyện gì vậy tần sương hỏi vẻ mặt đầy bối rối ai đã gửi cái này tần hoàn đưa mẩu giấy cho tần sương vừa nhìn thấy tần sương kinh ngạc thốt lên trở lại bách thảo viên ai gửi cái này tại sao lại bảo chúng ta quay về bách thảo viên sắc mặt tần hoàn chưa bao giờ căng thẳng như lúc này nàng bước nhanh đến cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài trống không chẳng còn ai chúng ta phải quay về bách thảo viên tần hoàn ánh mắt lạnh lùng nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu tần sương và phục linh đều bị vẻ mặt lạnh lùng của tần hoàn làm cho hoảng sợ tần hoàn lắc đầu chỉ chúng ta quay về thì không đủ cần phải có người khác nữa tần sương rụt rè nói chu quản gia vẫn chưa biết khi nào mới trở lại chu quản gia trở về cũng không giúp ích gì với tình hình hiện tại e rằng cần có người của quan phủ mới được. Ánh mắt tần hoàn lạnh lùng. Đột nhiên nàng lấy từ trong tay áo ra một vật, mang cây này đưa đến nha huyện gần nhất. Trên xe ngựa chạy nhanh, tần xương nắm chặt tay tần hoàn. Nếu người đó là kẻ xấu thì sao? Sao chúng ta có thể tin hắn? Hắn thậm chí còn không hiện thân. Cửu muội, ta sợ quá. Trời đã tối hẳn, còn khoảng một canh giờ nữa mới hoàn toàn tối. Với tốc độ này phải đến canh một họ mới về đến Bách Thảo Viên, nhưng Tần Hoàn cảm thấy thời gian đó có thể là quá muộn rồi. Hắn là người chạy ra từ Bách Thảo Viên, tại sao lại phải lừa chúng ta? Tần sương mặt mếu máu, nhưng, nhưng ta cũng không biết hắn thực sự là ai. Tần Hoàn híp mắt một lúc rồi nói, lúc chúng ta đến đống cỏ khô, hắn đã dùng tay trái để cầm gậy gỗ, đúng không? Tần Sương ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại hỏi chuyện đó, ta quên mất. Hình như là vậy. Sao muội hỏi điều này? Chuyện đó có thể giúp biết được thân phận của hắn à? Ánh mắt tần hoàn thoáng xa xăm. Trang phục của hắn là lụa thượng hạng dành cho quý tộc. Trên giày còn thêu chỉ bạc. Mặc dù hắn bị giam cầm và dối bù, quần áo và giày của hắn vẫn mang dấu vết thân phận. Lụa hồ châu là hàng thượng phẩm, chỉ những gia tộc quý tộc mới dùng. Giày thêu chỉ bạc cũng thế. Hắn chắc chắn không phải dân thường ở Xích Thủy hà? Tần Sương sững sờ, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Nó không chứng minh được rằng hắn không có ý xấu với chúng ta. Tần Hoàn hít một hơi sâu, "Ngươi còn nhớ chúng ta đã tìm thấy xác mèo trong nhà không?" Nghĩ đến cảnh tượng đó, mắt Tần Sương co lại, sau đó gật đầu. Tần Hoàn nói, "Những xác mèo đó bị xé thành từng mảnh, vết thương rất gọn gàng, rõ ràng là do dao tạo ra." Chương 247 Tần Sương ngạc nhiên, người nói những con mèo đó đều do người giết sao? Tần Hoàn gật đầu, giọng trầm xuống, ta còn thấy nội tạng của những con mèo đó bị lấy ra, thủ pháp này nếu không phải là y sĩ thì không thể làm được. Ta cũng biết rằng có những y sĩ từng luyện kỹ thuật bằng cách mổ động vật. Đôi mắt Tần Sương đầy lo lắng, là ai? Ý ngươi là, nhiều xác mèo như vậy, không phải là việc nhất thời hứng khởi có thể làm được. Chắc chắn trong một thời gian dài, ai đó đã giết mèo hàng ngày. Ở Bách Thảo Viên, người có quyền làm việc đó chỉ có thể là một y sĩ, còn ai khác được chứ? Tần Sương kêu lên, nhưng Tôn Thần Y là người tốt, hắn đã cứu biết bao nhiêu người cơ mà. Tần Hoàn mím môi, im lặng một lúc, nàng thực sự mong Tôn Hạo Nguyệt là người tốt, chỉ hy vọng rằng mình đã nghĩ sai. Quay lại chuyện người kia, Tần Hoàn nhanh chóng tiếp tục người đó bị giam cầm chắc hẳn không phải chỉ một hai ngày. Nhưng trên người hắn chỉ có loại thuốc tầm thường như nhuyễn cốt tán và mê dược, chứng tỏ kẻ bắt giam hắn chỉ muốn không chế hắn, còn bịt miệng để hắn không nói lung tung. Tóm lại, kẻ đó không có ác ý với hắn. Nói đơn giản, Tôn Hạo Nguyệt không có ác ý với hắn. Đôi mắt tần hoàn trầm xuống, hắn xuất thân tôn quý, nếu xuất hiện ở Bách Thảo Viên thì địa vị ngang hàng với Tôn Hạo Nguyệt. Nếu Tôn Hạo Nguyệt không có ác ý với hắn, thì hắn cũng không có ác ý với Tôn Hạo Nguyệt. Khi ta vừa nhắc đến việc Ngũ tỷ mất tích, vẻ mặt hắn liền thay đổi. Ta đoán hắn chắc chắn biết điều gì đó, nhưng không lập tức nói ra lý do. Có lẽ hắn không muốn tiết lộ bí mật của Bách Thảo Viên cho người ngoài. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chúng ta, hắn cuối cùng đã do dự rồi nói rằng chúng ta cần trở lại Bách Thảo Viên ngay. Trên chiếc xe ngựa tần sương nhất quyết ngồi cùng tần hoàn trong xe hiện có bốn người giọng tần hoàn đầy kiên định ba người còn lại chăm chú lắng nghe sau một thoáng ngừng tần hoàn tiếp tục suy đoán theo hướng này thân phận của hắn chỉ có hai khả năng hoặc hắn thuộc tôn thị của liên châu hoặc là người của bạch thị ích châu tần hoàn nheo mắt như chợt nghĩ ra điều gì lúc ta nhắc đến việc ngũ tỷ được thiếu chủ bạch thị mời về ích châu hắn đã kinh ngạc vô cùng như thể điều đó không thể nào xảy ra. Hắn không tin rằng thiếu chủ Bạch Thị đã mời ngũ tỷ, hơn nữa, hắn lại dùng tay trái để cầm gậy gỗ. Tần Sương nhìn chăm chăm Tần Hoàn, bên cạnh, Vãn Hạnh và Phục Linh cũng đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Cuối cùng, Tần Hoàn lên tiếng, bởi vì hắn chính là Bạch Phi Ngọc. Tám chữ vừa thốt ra, Tần Sương và Phục Linh đều hít một hơi. Tần Sương mở to mắt, sao có thể? nếu hắn là thiếu chủ bạch thị, vậy người mà chúng ta gặp trước đây là ai? Tần hoàn cụp mắt xuống, đó là kẻ giả mạo. Tần xương cảm thấy lạnh sống lưng, nếu, nếu hắn là kẻ giả mạo, tại sao lại tặng quà cho ngũ tỷ? Tại sao lại đến thăm ngũ tỷ? Hắn chắc chắn đã nhận ra tình cảm của ngũ tỷ dành cho hắn. Mắt tần xương càng mở to hơn khi nàng bất ngờ hét lên, bọn họ đã nhắm vào ngũ tỷ. Họ muốn hại ngũ tỷ. Tần Hoàn im lặng, ánh mắt nàng nặng trĩu nhìn ra ngoài xe ngựa nơi bầu trời ngày càng tối dần. Tần Sương mắt đỏ hoe, không lạ gì khi ngươi nhìn thấy tờ giấy đó liền nói phải trở về Bách Thảo Viên. Nếu thiếu chủ Bạch thị là kẻ giả mạo, Ngũ tỷ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Không lạ khi chúng ta không thể gặp được Ngũ tỷ, có lẽ nàng ấy đã bị giữ lại trong Bách Thảo Viên. Đầu óc Tần Sương lúc này thông suốt, nàng vội vã nói: phục linh đứng cạnh nghe cũng toát mồ hôi lạnh âm mưu thật hiểm độc họ dụ dỗ ngũ tiểu thư chắc chắn đoán rằng chúng ta sẽ không làm ầm chuyện này lên chỉ cần chúng ta rời khỏi bách thảo viên không ai nghĩ rằng ngũ tiểu thư còn bị giữ lại trong đó nếu chúng ta cứ tìm mãi không thấy có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng ấy gặp chuyện trên đường bỏ trốn không ai để lộ ra ngoài và hầu phủ sẽ dễ dàng chấp nhận rằng ngũ tiểu thư đã biến mất một cách hợp lý lúc đó nàng ấy chắc chắn đã gặp khó khăn ở bách thảo viên không cần đợi đến lúc đó tối nay có thể sẽ giọng tần hoàn lạnh lẽo trong lòng nàng càng thêm nặng nề và dối bời nàng không ngờ tới điều này không bao giờ nghĩ đến việc ấy khi nhìn thấy những sắc mèo đó nàng đã biết tôn hạo nguyệt dùng chúng để luyện tập và nàng thấy điều đó thật tàn nhẫn nhưng y thuật của tôn hạo nguyệt cao siêu hắn có phương pháp riêng để rèn luyện chỉ cần không gây hại cho người khác, nàng không định xen vào với tư cách người ngoài. Thế nhưng, nàng không bao giờ ngờ được chuyện này lại liên quan đến Tôn Hạo Nguyệt. Nếu không vì gặp được Bạch Phi Ngọc thật sự, những phỏng đoán của nàng sẽ chỉ là suy đoán. Nàng sẽ không mạo hiểm trở lại Bách Thảo Viên, nhưng nếu Bạch Phi Ngọc xuất hiện vào vạch trần âm mưu này, nàng không còn lựa chọn nào khác. Tần Sương vẫn nắm chặt tay Tần Hoàn, tối nay sao? Chúng ta đến kịp không? Tam ca và chu quản gia vẫn chưa thấy bóng dáng, thị vệ đi mời quan phủ liệu có thể đến kịp không? Tôn thần y có biết võ công không? Chúng ta, chúng ta có thể đánh thắng họ không? Tần sương sợ đến mức giọng nói run rẩy. tần hoàn nắm chặt tay nàng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Ban đầu nàng không định đưa tần sương theo, nhưng tần sương nhất quyết muốn đi cùng. Lần này, nàng chỉ dẫn theo vài thị vệ, hành lý trong xe ngựa do vãn hà và tú chi trông nom còn lại các phu xe cũng bị nàng giữ lại. Lần này nàng rõ ràng không phải đến để chiến đấu. Không biết có kịp hay không, nhưng chắc chắn không phải nhanh như vậy. Tần Hoàn không biết vì sao Tôn Hạo Nguyệt giữ Tần Tương lại, nhưng nàng nghĩ đến việc lâm Thẩm, tiểu hạt rẻ và đại thành, bệnh của họ đã được chữa khỏi như thế nào. Trường gia nhà đầu đã chết, nhưng lâm thầm bỗng dưng lại biết làm trà tô. Tần Hoàn nghĩ đến một số điều khó tin, nhưng nàng không chắc chắn thậm chí cảm thấy khả năng đó là không thể. Tam ca và Chu quản gia chắc chắn sẽ gặp chúng ta trên đường. Chúng ta có thể cùng họ bàn bạc rồi trở lại Bách Thảo Viên. Tần phủ có nhiều thị vệ, trong khi Bách Thảo Viên chỉ có hạ nhân, chúng ta không phải là không có cơ hội. Còn về phía quan phủ, chắc chắn sẽ có người đến. Nhưng quan phủ đến đây sẽ mất cả ngày đêm. Tần Hoàn lắc đầu, đó là khi có tuyết rơi, giờ thì không phải vậy. Tối nay thì vệ có thể đến huyện Nha, và trưa mai họ sẽ có mặt. Vậy thì chúng ta phải chờ cả đêm rồi. Tần Hoàn mím môi, đêm nay chúng ta buộc phải đợi, cần theo sát người của Bách Thảo Viên. Tần Sương vừa sợ hãi vừa hoang mang, phải kéo dài thế nào đây? Nếu chúng ta bất ngờ trở về, họ sẽ biết chúng ta đã phát hiện điều gì đó. Chúng ta quay về, có phải tự chui đầu vào bẫy không? Mất tích một người thì có thể, nhưng nhiều người biến mất cùng lúc thì không tần hoàn nắm lấy tay tần sương bình tĩnh lại ta có cách nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự kiên định của tần hoàn lòng tần sương dịu đi đôi chút nhưng chỉ sau một khoảnh khắc nàng vén màn lên và nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cảnh vật đang lùi nhanh về phía sau tam ca dẫn theo các thị vệ nếu có động tĩnh sẽ không thể nhỏ nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thấy họ còn chu quản gia nữa ông ấy không phải đi con đường này sao? Tia sáng cuối cùng đã khuất dần sau đường chân trời, bầu trời tối sẫm lại. Trời vào đông thường tối nhanh, dù mới qua giờ dậu nhưng bóng chiều đã phủ xuống. Tần Hoàn nhìn bầu trời mây đen trồng chất, trong lòng dấy lên cảm giác mờ mịt. Bởi theo tính toán thời gian, ngã rẽ về hướng đông đã rất gần. Có lẽ Tần Diễm đã trực tiếp đi về hướng đông đến chấn quan âm, nhưng tại sao Chu Hoài vẫn không thấy đâu? sự sống chết của tần tương vẫn chưa rõ tần diễm và chu hoài cũng không liên lạc với họ hiện giờ hai chiếc xe ngựa cùng sáu cô gái và năm thị vệ là toàn bộ sức mạnh mà họ có nhưng điều đáng sợ nhất là những gì đang xảy ra bên trong bách thảo viên đều không thể biết trước đêm lạnh như cắt cánh cổng lớn của bách thảo viên bất ngờ vang lên những tiếng gõ mạnh loảng xoảng loảng xoảng tiếng động hỗn loạn hòa cùng gió lạnh trên ngôi nhà cũ nằm giữa sườn núi gần đó là những bức tường trắng mái ngói đen, xa hơn là khu rừng trúc xào sạc dưới chân núi, và phía xa hơn nữa là ngọn thần nữ phong sừng sững. Phục Linh liên tục gõ cửa viện, đến lần thứ 10 thì cuối cùng cũng có tiếng động từ bên trong vọng ra. Ai đó, ai đang ở ngoài kia? Phục Linh cố giữ bình tĩnh, vội đáp, chúng ta là người của Tần Phù. Trên đường đi, tiểu thư của chúng tôi đột nhiên lâm bệnh, xin hãy báo với Đồng Thúc và Tôn Công Tử chúng tôi đến để nhờ thầy chữa bệnh. Người phía sau cửa dường như ngạc nhiên khi nghe vậy, họ vừa rời đi không lâu, sao lại quay lại, lại còn với lý do nhờ thầy chữa bệnh. Được rồi, các ngươi đợi một lát. Nam phó nói xong, đùng đùng chạy đi xa, bên ngoài cánh cổng tối đen như mực, vãn hạnh cầm chắc một chiếc đèn gió, trong khi tần sương lo lắng, nói nhỏ, ta nên nói thế nào đây? Ta sợ, làm sao để diễn được, ta không muốn tần hoàn điềm tĩnh nhìn tần sương ta sẽ giả làm người bệnh ngươi chỉ cần nói chuyện với họ nghe vậy ánh mắt tần sương lại lộ vẻ sợ hãi trông như sắp khóc ta càng không thể làm được ta nếu biết trước thế này ta đã không đi theo ngươi giờ phải làm sao đây tần hoàn nắm chặt tay nàng không biết làm sao diễn vậy giả vờ ngất xỉu thì có được không nghe vậy ánh mắt tần sương sáng lên đôi chút được ta sẽ giả vờ ngất xỉu vậy." Tần Hoàn siết chặt tay nàng, thầm thở dài, nhân sự không đồng đều, đường đi lại quanh co, mọi thứ đều quá kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lý do giả bệnh tìm thầy mới không khiến Tôn Hạo Nguyệt nghi ngờ. Thêm vào đó, Tôn Mộ Khanh cũng ở đây, có lẽ tối nay họ có thể câu giờ được một lúc, chờ đến khi quan phủ đến vào ngày mai. Nghĩ vậy, Tần Hoàn quay người nhìn về hướng dưới chân núi nhưng vẫn không thấy Tần Diễm hay Chu Hoài. Đang suy nghĩ, phía sau cánh cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Tần Hoàn và Tần Sương giật mình, Tần Hoàn nhìn Tần Sương, nàng lập tức nhắm mắt và ngã xuống trong xe ngựa. Tần Hoàn nhìn quanh, chỉnh lại cổ áo choàng của Tần Sương. Gió lạnh bên ngoài thổi buốt, khiến Tần Sương dùng mình co lại. Tần Hoàn khẽ nói, cố chịu đựng, đừng lên tiếng. Tần Hoàn lập tức nhắm mắt bất động, và cánh cửa viện mở ra ngay sau đó. Tần cô nương, thật sự là cô đã quay lại. Giọng Đồng Thúc vọng ra khi cánh cửa mở, bên ngoài là một nhóm người với vẻ mặt lo lắng và hai chiếc xe ngựa. Phục Linh như muốn khóc, "Đồng Thúc, thật xin lỗi, chúng tôi phải quay lại." Lục tiểu thư giữa đường bỗng lâm bệnh, nôn mửa không ngừng, vừa nãy còn ngất xỉu. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải trở về. Trên đường không có đủ thuốc, mong tôn thần y xem bệnh cho lục tiểu thư. Chán đồng thúc lấm tấm mồ hôi mỏng, dường như vừa chạy đến và có chút mệt. Khuôn mặt khô gầy đầy nếp nhăn của ông thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, lục tiểu thư đâu? Thế tử ở đâu? Ánh mắt phục linh lóe lên, giọng nói có phần ấp úng, thế tử. Thế tử đang ở cùng ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư bên đó cũng không được khỏe, nên chúng tôi phải đưa lục tiểu thư về trước. Đồng thúc gật đầu, không hỏi thêm gì mà nhìn về phía xe ngựa lục tiểu thư đâu tấm rèm xe được vén lên tần hoàn bước xuống và cúi chào lại làm phiền đồng thúc thật sự trong phạm vi chăm dặm quanh đây không biết đi đâu nên chúng tôi đành quay lại cô nương sao phải nói thế mời vào trong rồi nói chuyện đồng thúc nói xong nhìn về phía xe ngựa tần hoàn liếc mắt ra hiệu cho vãn hạnh và tú vân hai người lập tức leo lên xe ngựa và đỡ tần xương xuống đồng thúc nhìn thoáng qua thấy tần xương nhắm chặt mắt không rõ vì lạnh hay vì khó chịu lông mi khẽ run và cả người đang co lại đồng thúc vội vàng nói mau vào trong đi phòng của tần cô nương vẫn chưa khóa khuôn mặt tần hoàn đầy vẻ lo lắng đồng thúc không biết tôn thần y đã nghỉ chưa bệnh của lục tỷ quá nguy cấp tuy rằng ta có học y thuật nhưng lúc này không có cách nào liệu có thể mời tôn thần y xem bệnh cho lục tỷ ngay được không? Đồng thúc, bên cạnh có hai nam phó, dẫn đường, dường như hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thiếu chủ định nghỉ ngơi, nhưng vừa nãy có việc xảy ra, chắc hẳn bây giờ vẫn chưa ngủ. Ta sẽ dẫn các ngươi đến gặp thiếu chủ. Trong lòng tần hoàn thở phào, nếu gặp được tôn hạo nguyệt và giữ chân hắn, liệu có thể cứu được tần tương không? Nghĩ vậy, tần hoàn lại dấy lên sự cảnh giác, Đồng Thúc vừa nói có chuyện gì đã xảy ra sao? Cảm ơn Đồng Thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Thúc cười gượng, một con mèo hoang không biết từ đâu chạy vào phòng của thiếu chủ. Chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới bắt được nó. Vì thế, thiếu chủ không thể dành thời gian cho thiếu phu nhân như mong muốn, hiện tại có lẽ vẫn đang bận rộn. chương 248 Tần Hoàn biết trong tòa nhà này có nhiều mèo hoang, lòng nàng tạm thời an tâm hơn. Liền quay lại nhìn ra sau và bước theo mấy người kia Họ đã bước vào phủ, Đỗng Thúc vừa đi vừa nói Như cách cũ, các thị vệ trẻ sẽ đứng bên ngoài sân Còn tiểu nhân sẽ dẫn hai vị tần cô nương vào gặp thiếu chủ Sau khi xem xong bệnh, vẫn sẽ trở lại sân cũ Sáng sớm họ vừa rời khỏi, giờ đây trở lại chỗ cũ để nghỉ Điều này hoàn toàn hợp lý Tần Hoàn cũng không đề xuất ý kiến, nàng đứng trước cửa một lúc nhìn theo các thị vệ đã được an bài trong viện ngoài sau khi dàn xếp xong xuôi đỗng thúc dẫn tần hoàn cùng mọi người hướng về nhân tâm viện tần hoàn nhìn về phía tây hỏi tôn công tử đang làm gì tần hoàn tin tưởng tôn mộ khanh trong tình huống khó lường này nếu có tôn mộ khanh ở đây thì càng có thể kiềm chế tôn hạo nguyệt đỗng thúc nghe vậy ôn tồn đáp tôn công tử đã nghỉ ngơi khi tần cô nương vừa rời đi tòa nhà này trở nên vắng lặng. Buổi chiều, Tôn Công Tử có đến trò chuyện cùng thiếu chủ một lúc và ăn tối cùng nhau, rồi trở về sân của mình. Tần Hoàn hơi trầm ngâm, bệnh của lục tỷ ta có chút kỳ lạ, không biết có thể mời Tôn Công Tử đến được không? Tần Hoàn vội nói thêm, ta chỉ lo lắng cho lục tỷ, hoàn toàn không có ý nghi ngờ tài năng của Tôn Thần Y. Đỗng thúc gật đầu ôn hòa, tiểu nhân hiểu, Tần Cô Nương yên tâm, lát nữa tiểu nhân sẽ sai người đi mời tôn công tử tới tần hoàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn xoay người nhìn ra phía sau và đi theo con đường quen thuộc phía trước là vãn tình đang cóng tần sương người mà đôi mắt vẫn nhắm chặt và rõ ràng đang căng thẳng tần hoàn bước chậm lại đến bên cạnh vãn tình vỗ nhẹ lên lưng tần sương thân hình căng cứng của tần sương lúc này mới dần thả lỏng chẳng bao lâu sau Đống thúc đã dẫn Tần Hoàn và mọi người đến trước nhân tâm viện. Trời đã không còn sớm, nhưng trong nhân tâm viện đèn vẫn sáng trưng. Lâm thầm đứng chờ từ xa, thấy họ đến liền vội vã bước lên, nói, Tần cô nương, xin chào Tần cô nương, lục tiểu thư bị làm sao thế này? Giọng lâm thầm đầy lo lắng, Tần Hoàn vội trả lời, không rõ có phải do chúng lạnh không, nhưng trên đường đi, lục tỷ đột nhiên nôn mửa dữ dội, lúc thì sốt. Lúc lại lạnh run Sau cùng, nàng hôn mê bất tỉnh Chúng tôi có mang theo thuốc viên cho nàng uống Nhưng không có tác dụng Đến chiều không còn cách nào khác Đành phải quay về đây Lâm thầm, một phụ nhân Tiên tơi nắm lấy tay tần xương Khẽ gọi lên, trời ơi Sao tay lục tiểu thư lại lạnh thế này Gương mặt cũng không ấm chút nào Mau vào nhà đi, nhanh lên Tần xương trên lưng cảm thấy bất lực Trời lạnh như thế này Cổ áo choàng lòng lẻo Tay để lộ ra ngoài, ai mà không run cầm cập chứ. Hiện giờ không chỉ tay nàng lạnh, mà cả người nàng đều rét run. Trên lưng Tần xương, nàng thầm than trong lòng, trời lạnh như thế này, áo choàng cổ lỏng lẻo, tay lộ ra ngoài, chẳng phải ai cũng sẽ rét run sao? Giờ đây, không chỉ tay nàng lạnh, mà toàn thân đều rét buốt. Khi bước vào sân trong, Tần Hoàn trông thấy Tôn Hạo Nguyệt đang chờ trước cửa chính. Trong ký ức của nàng, sau khi đến bách thảo viên nàng chỉ gặp tôn hạo nguyệt hai lần lần này gặp lại tần hoàn vẫn thấy hắn toát lên vẻ cao cao tại thượng như thần tiên không chạm tới được hắn mặc bộ bạch y gió lạnh thổi tung vạt áo nhưng đôi mắt từ bi nhìn nhóm tần hoàn đến gần rồi dừng lại trên người tần sương ánh mắt ấy khiến phục linh và những người khác lập tức căng thẳng tôn thần y tần hoàn cúi mình hành lễ tránh không nhìn thẳng vào mắt tôn hạo nguyệt Thật xin lỗi đã làm phiền ngài, không ngờ giữa đường tỷ tỷ lại phát bệnh, không còn cách nào khác, đành phải quay lại." Tôn Hạo Nguyệt lắc đầu, giọng nói vẫn ôn hòa, vào trong trước đã. Tần Hoàn đã từng đến đây, nhưng lần trước là vào ban ngày. Nàng chỉ nhớ trong đại sảnh hơi lạnh và Tôn Mộ Khanh cùng Tôn Hạo Nguyệt nói chuyện gì đó. Nhưng lần này, khi đã là đêm khuya, nàng không ngờ căn phòng vẫn lạnh lẽo như băng. Đưa mắt nhìn quanh, nàng thấy trong góc phòng có một lư hương, khói trắng nhẹ nhẹ bay lên, mang theo mùi đàn hương lẫn với một số dược liệu khác. Đặt nàng ở chỗ này, Tôn Hảo Nguyệt chỉ vào chiếc sạp dưới cửa sổ. Tần Hoàn vẫn đứng yên tại chỗ, vãn nắng và Tú Vân nhanh chóng đặt Tần Sương lên sạp. Ánh mắt Tần Hoàn lóe lên chút lo lắng, nàng chỉnh lại vạt áo và tay áo nhăn, rồi bước tới giữa phòng. Tôn Hảo Nguyệt liếc nhìn lâm thầm, mang trà cho họ rồi ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm thẩm vội làm theo, châm trà cho mọi người. Căn phòng lạnh giá khiến ai cũng cảm thấy rét buốt. Khi lâm thẩm dâng trà nóng, Phục Linh và những người khác không do dự mà uống ngay. Tần Hoàn chỉ liếc qua rồi im lặng, dù có điều muốn nói nhưng nàng không thể mở lời trước mặt tôn hạo nguyệt, và trà cũng do lâm thẩm rót, nên nàng đành im lặng. Tần Sương nằm trên giường, vãn tình đứng bên cạnh nhìn mà lòng tràn đầy lo lắng tôn hạo nguyệt tiến tới ngồi xuống chuẩn bị bắt mạch cho tần sương lòng tần hoàn chợt thắt lại nhưng nàng biết lần này không thể né tránh đành phải tiếp tục đóng kịch trong khi tôn hạo nguyệt bắt mạch cho tần sương tần hoàn không khỏi liếc nhìn và đánh giá hắn hắn mặc bộ bạch y tóc buông lơi một nửa trông như vừa mới chuẩn bị đi ngủ Dáng vẻ thông thả và bình thản của hắn hoàn toàn không mang chút ác ý. Tần Hoàn nhìn quanh căn phòng, vẫn không thấy điều gì bất thường. Tần Hoàn gần như nghĩ rằng mình đã nhầm, nhưng khi nhớ lại những điều phụ thân từng nói, kẻ thù ác thường là người không ai ngờ tới. Chuyện Bạch Phi Ngọc giả đã cho thấy nàng không thể lơ là. "Tôn thần y, tỷ tỷ của tôi thế nào rồi?" Tần Hoàn sốt sáng hỏi, Tôn Hạo Nguyệt nhanh chóng thu tay lại, Dường như suy tư trong giây lát, mạch của nàng không có gì nghiêm trọng, chỉ là không hiểu vì sao lại hôn mê. Trong lòng Tần Hoàn thoát lên, nhưng vẫn tiếp tục nói, không giấu gì thần y, tôi cũng biết chút ít về y thuật, nhưng khi nhìn tỉ tỉ như vậy mà không tìm ra nguyên nhân, liệu có phải là chứng bệnh khó chẩn đoán không? Dù là người có y thuật cao siêu đến đâu, đôi khi vẫn gặp chứng bệnh khó đoán. Dựa vào điều này, Tần Hoàn tiếp tục giả vờ Tôn Hạo Nguyệt hơi nhíu mày, quay lại nhìn thấy Vãn Hạnh và những người khác vẫn đứng đó. Mọi người ngồi xuống chờ đi, ta cần kiểm tra kỹ hơn. Trên gương mặt hắn không có nụ cười, nhưng giọng nói lại rất ấm áp, khiến Lâm Thầm phải rót thêm trà cho mọi người rồi lui xuống. Vãn Tình vốn đang lo lắng, thấy Tôn Hạo Nguyệt nói vậy cũng đành ngồi xuống một bên. Tôn Hạo Nguyệt nhìn Tần Sương đang nằm, nói: "Tần cô nương trông như đang ngủ say." tần hoàn giữ nét mặt bình tĩnh chính vì thế mà chúng tôi lo lắng trên đường đi nàng cứ lẩm bẩm mê sang nghe tần hoàn nói vậy tần sương căng thẳng nhẹ nhàng rên hai tiếng để phối hợp phục linh bên cạnh nhìn mà kinh hãi chuyện này đâu cần nàng phải góp phần phối hợp như vậy triệu chứng này bắt đầu từ khi nào có kèm theo dấu hiệu bệnh khác không vừa hỏi tôn hạo nguyệt vừa chạm vào chán tần sương khiến nàng không kìm được mà run lên Tần Hoàn trả lời. Khoảng một canh giờ sau khi rời khỏi đây, ban đầu tưởng là do mùi xe ngựa sóc này quá, nhưng không lâu sau nàng bắt đầu nôn mửa, rồi dần dần sốt cao. Tần Hoàn biết mình đang nói dối, nhưng đã bắt đầu rồi thì chỉ còn cách tiếp tục. Trong khi nói, nàng tự hỏi nếu Tần Tương vẫn ở Bách Thảo Viên, thì nàng ấy sẽ được sắp xếp ở đâu? Bây giờ chán nàng không còn nóng nữa, tôn Hạo Nguyệt tiếp tục nói, rồi đột một hỏi thế tử tần đâu rồi? Tần hoàn đoán tôn hạo nguyệt nghi ngờ điều gì đó, nên nàng ấp úng đáp, tam ca. Huynh ấy có việc bận, không thể rời đi được, nên chúng tôi phải đưa lục tỷ về tìm thầy chữa bệnh. Tôn hạo nguyệt ngật đầu nhẹ, ta sẽ kê đơn thuốc thử trước. Tần xương rõ ràng không bị bệnh, nên tần hoàn không tin tôn hạo nguyệt sẽ tìm ra điều gì. Nhưng khi thấy hắn kê đơn, nàng cũng không măn cản. Lúc này, Đồng thúc mang trà lâm thầm vừa rót đến đặt trước mặt tần hoàn, tay cô nương lạnh đo cả rồi, uống ly trà nóng này đi. Thiếu chủ nhân và thiếu phu nhân không thích than củi, nên nơi này không có lò sưởi, đành chịu lạnh vậy. Tần hoàn cảnh giác, lắc đầu nói, đồng thúc không cần bận tâm, lo cho bệnh của lục tỷ trước đã. Đồng thúc mỉm cười, đừng lo, có thiếu chủ nhân ở đây thì bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Ánh mắt tần hoàn thoáng động, tôn thần y quả thật y thuật cao siêu. Nghe nói ngài đã chữa khỏi bệnh cho lâm thầm, tiểu hạt rẻ và cả đại thành trong phù. Tại chỗ của tôn hạo nguyệt, hắn đang viết đơn thuốc, đồng thúc nghe vậy liền gật đầu. Đúng thế, lâm thầm bị bệnh khi đã lớn tuổi, còn tiểu hạt rẻ và đại thành đều bị bệnh lúc mới được đưa về đây, nhưng thiếu chủ nhân đã chữa khỏi. Có thiếu chủ nhân ở đây, bệnh nặng hay nhẹ cũng không cần lo. Tần Hoàn khẽ cười, lâm thầm bị bệnh gì vậy? Đồng Thúc cười đáp, là bệnh đau ngực, đôi khi bất ngờ phát tác khiến thở không nổi. Ban đầu ai cũng nghĩ bà ấy không sống được mấy năm, nhưng không ngờ thiếu chủ nhân lại chữa khỏi hoàn toàn. Tần Hoàn chớp mắt, hỏi bệnh như vậy được chữa khỏi bằng cách nào? Nghe câu hỏi, Đồng Thúc cười khẽ, giọng khan đục của tuổi già khiến Tần Hoàn cảm thấy dùng mình. Sau một lúc ngừng lại, ông nói, ta không rõ chi tiết, nhưng nếu là đau ngực thì vấn đề nằm ở đó và cần chữa trị trực tiếp ở đó đồng thúc chống gậy giơ tay chỉ vào ngực mình tần hoàn cảm thấy biểu cảm của đồng thúc có chút kỳ quái không kìm được mà hỏi lại chữa bên trong ư làm cách nào để chữa đồng thúc nhìn chén trà đặt cạnh tần hoàn và nói nếu đĩa trà dưới chén này bị hỏng mà cô nương không muốn bỏ cả chén và đĩa cô nương sẽ làm gì một luồng lạnh lẽo bò từ lòng bàn chân tần hoàn lên, nàng không uống trà, nhưng bỗng dưng cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Dùng sức chớp mắt, nàng thấy bóng đồng thúc chập chờn, đầu óc dần choáng váng. Ánh mắt liếc qua, nàng thấy tần xương nằm bất động trên giường, còn Phục Linh và những người khác đều gục xuống ghế, không động đậy. Sắc mặt tần hoàn tái nhợt, cố gắng mở miệng nhưng không còn sức lực. Từ xa, đồng thúc thở dài, hai đã đi rồi thì đi luôn, sao còn quay trở lại làm gì? Nói xong, ông từ từ tiến về phía nhóm của họ. Mí mắt tần hoàn ngày càng nặng trĩu. trước khi rơi vào bóng tối, nàng nghe loáng thoáng giọng đồng thúc hỏi tôn hạo nguyệt. Thiếu chủ nhân, xử lý họ như thế nào đây? Tần hoàn cố gắng giữ ý thức, nhưng nghe tôn hạo nguyệt với giọng trầm buồn đáp đưa xuống hầm. Tiếng vay áo cỏ vào nền đá xanh kéo dài một hồi, cho đến khi dừng lại, Tần hoàn bị đặt xuống nền đất lạnh ngắt. Mặt đất hơi ẩm, xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng nổ lép bép từ hoa đèn. Sau một khoảng thời gian yên lặng, có tiếng bước chân vang lên, tiếng cọ sát trên nền. Chẳng mấy chốc, có một người đứng bên cạnh tần hoàn. Tiếng bước chân rời đi rồi quay lại vài lần, cuối cùng không còn rời đi nữa. Đây là một nơi ẩn dưới lòng đất, trong cả bách thảo viên chỉ có ba người biết đến sự tồn tại của nó đồng thúc đứng nhìn tần hoàn và những người khác không lâu sau phía sau vang lên tiếng bước chân đồng thúc quay lại hỏi thiếu chủ nhân họ sẽ ngủ bao lâu tôn hạo nguyệt đi xuống với vẻ mặt bình thản liếc nhìn tần hoàn và đáp một ngày đây là một căn phòng chật hẹp gần lối vào tôn hạo nguyệt bước qua cửa tiến sâu hơn vào căn hầm tối đồng thúc đóng cửa lại và theo sau tôn hạo nguyệt chẳng mấy chốc hai người đến trước một cánh cửa đóng kín nơi này có một người đang đứng chờ người này mặc y phục màu bạc dáng người cao gầy khuôn mặt thanh tú không ai khác đây chính là bạch phi ngọc từng xuất hiện trước đó thương lục người đó tỉnh lại rồi chứ thương lục chắp tay cúi chào tôn hạo nguyệt đã tỉnh lại rồi nói xong thương lục xoay người mở cửa cánh cửa vừa mở trong phòng hiện lên ánh sáng từ nhiều ngọn đèn dầu. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 4, 5 triệu vuông, bày trí rất đơn giản nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Tôn Hạo Nguyệt bước vào, thấy căn phòng được lát bằng băng. Ở giữa phòng có hai chiếc giường băng trong suốt, một giường trống, còn giường kia có một người đang nằm. Đồng Thúc và Thương Lục đứng canh bên ngoài, Tôn Hạo Nguyệt một mình tiến tới bên giường. Trên giường, tần tương tóc tai rối bời, áo choàng hoa lệ và váy ngoài đã bị cởi bỏ, chỉ còn mặc trung y và áo lót. Nàng nằm trên giường băng, không hề cảm nhận được cây lạnh, toàn thân không còn chút sức lực. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 249. Đầu óc nàng mờ mịt, nhất thời không thể nhớ nổi mình đã vào đây bằng cách nào. Tần tương cuối cùng vẫn không nghĩ ra, nhưng nàng đã nằm chân chân nhìn lên trần nhà suốt nửa canh giờ giọng nói lãnh đạm của tôn hạo nguyệt nghe quen thuộc một cách lạ thường đầu óc nàng mờ mịt nhất thời không nhớ nổi làm cách nào mà mình vào được đây nàng chỉ nhớ mình dậy rất sớm không báo ai mà ra khỏi nhà ban đầu nàng định đến cửa phía tây nhưng chưa đến tây môn thì đã thấy bạch phi ngọc đang đứng đợi khi ấy nàng vô cùng vui mừng chạy ngay đến chỗ chàng sau đó thì sao tần tương cuối cùng vẫn không nghĩ ra nhưng nàng đã nằm chân chân mở mắt suốt nửa canh giờ nằm trong căn phòng kỳ lạ này nhìn chiếc giường băng lạnh lẽo bên cạnh nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi nàng biết chắc có điều gì đó không ổn đúng lúc nước mắt nàng gần như đã cản nàng nghe thấy tôn hảo nguyệt nói chuyện với bạch phi ngọc thương lục là ai là nàng đã tỉnh lại sao tần tương mở to mắt không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy khi Tôn Hạo Nguyệt bước đến trước mặt và thấy biểu cảm hoàng sợ của Tần Tương, hắn nhìn rõ ràng nhưng lại làm như không thấy. Hắn chỉ giơ tay, bắt mạch nàng, toàn thân Tần Tương run lên, và khi mở miệng, giọng nàng khàn đặc, chỉ phát ra được vài âm thanh yếu ớt. Tôn, hắn, bạch thiếu, giọng nói của Tần Tương đau đớn không thốt lên được, chỉ nói được bốn chữ rồi tắc hẳn. Nước mắt lan dài trên má nàng, nàng biết, với tình cảnh và tư thế này chắc chắn đây không phải trò đùa. Tôn Hạo Nguyệt định làm gì nàng đây? Liều thuốc hơi nhẹ, nàng đã tỉnh lại. Giọng nói lãnh đảm của Tôn Hạo Nguyệt quen thuộc đến là Khi Tần Tương nhìn thấy Tôn Hạo Nguyệt lần đầu tiên, nàng đã kinh ngạc trước vẻ đẹp phi thường của hắn. Nhưng bây giờ, hắn có ý gì đây? Liều thuốc gì chứ? Hắn định làm gì nàng? Dạ, thưa chủ tử, có cần thêm liều lượng không? Thêm một phần nữa nếu quá nhiều, tim nàng sẽ không chịu nổi. Cuộc đối thoại giữa Bạch Phi Ngọc và Tôn Hạo Nguyệt khiến Tần Tương ngưng thở. Nàng nhìn chằm chằm vào Tôn Hạo Nguyệt, sau đó khó khăn quay đầu nhìn ra phía cửa, và đúng như dự đoán, nàng thấy bóng dáng mặc áo bạc kia. Trong khoảnh khắc, mắt Tần Tương tối sầm lại, "Tam, Tam." Tần Tương định gọi Tam ca, nhưng từ Tam mãi không thốt ra được. Từ hướng của nàng chỉ nhìn thấy được góc nghiêng sắc nét của Tôn Hạo Nguyệt và đôi mắt đầy lạnh lùng xen lẫn thương cảm của hắn, nàng cảm thấy tuyệt vọng tràn ngập, chợt nhớ lại thanh đao kề cổ mình và lời hắn đã nói. Hắn đã từng nói, con gái hắn đã chết trong tay Tôn Hạo Nguyệt. Khóe môi Tần Tương run rẩy, dù không cảm nhận được, nhưng nước mắt tuôn như lũ vỡ đê, lăn dài xuống má rồi đọng lại trên giường băng thành băng giá. Tôn Hạo Nguyệt nhẹ nhàng chạm tay vào khóe mắt nàng bẻ nhẹ mí mắt rồi sờ qua cổ nàng trước khi quay người bước ra ngoài thêm thuốc nữa gọi ta sau hai canh giờ và chuẩn bị hộp sẵn sàng vâng thưa chủ tử giọng của bạch phi ngọc từ xa đến gần chẳng mấy chốc khuôn mặt hắn hiện ra trên tần tương nàng bình thản nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm đó đôi mắt hắn lạnh lẽo không có chút ấm áp nào hắn nhanh chóng bẻ miệng nàng ra và đổ một loại nước thuốc lạ vào hắn giữ cằm nàng rồi buông ra nghe tiếng ực tần tương nuốt hết thứ nước thuốc đó không chút trần trừ bạch phi ngọc xoay người rời đi cánh cửa đóng lại với tiếng kẽo kẹt đầu óc tần tương ngày càng mơ hồ đôi mắt dẫu không cảm nhận được vẫn cứ rơi nước mắt không rõ thời gian trôi qua bao lâu nước mắt nàng đã cạn khô đôi mắt dường như đã khóc đến mù lòa thì đúng lúc đó cánh cửa một lần nữa bị mở tung ra như thể có bàn tay lớn bóp chặt ít hầu nàng, tần tương lập tức nghẹn thở. Họ đã đến, nàng chỉ muốn chết đi. Đúng lúc tần tương sợ hãi đến tột đổ, một bàn tay lạnh giá nhưng mềm mại chạm vào cổ tay nàng. Mãi sau nàng mới phản ứng được, đây không phải tay của một nam nhân. Trước mắt tần tương là một màn xương mờ ảo, bàn tay mềm mại lạnh lẽo ấy vẫn dừng trên cổ tay nàng một lúc lâu mà không hề động đậy. Dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng theo bản năng lòng nàng vẫn dâng lên nỗi sợ hãi và phản kháng ngũ tỷ ngũ tỷ khi tần tương đang hoảng sợ đến mức nghẹn thở một giọng nói khẽ khàng bỗng vang lên nàng giật mình ngay sau đó nhận ra tay mình đang bị ai đó nắm chặt tần tương cố gắng chớp mắt bóng mờ trước mắt dần tan đi để lộ ra khuôn mặt của một người khiến nàng ngỡ như đang mơ nhưng rất nhanh tần tương nhận ra đây không phải là mơ nếu là mơ, nàng sẽ không thể nào mơ thấy Tần Hoàn. Trước mặt nàng là Tần Hoàn, mặc một bộ váy áo sắc ngọc bồng bềnh với áo khoác màu hồng cánh sen. Thoạt nhìn, nàng không có vẻ gì là chật vật, chỉ có búi tóc hơi rối và ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tần Tương, như thể đang gọi tên nàng. Tần Tương khẽ cau mày, Tần Hoàn tại sao lại xuất hiện ở đây? Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng Tần Tương bỗng trỗi dậy hy vọng mãnh liệt. Đừng nói là Tần Hoàn, ngay cả một tỷ nữ nào xuất hiện ở đây nàng cũng sẽ cầu cứu. Nàng dồn hết sức lực, khẽ thốt lên, "Cứu ta." Tần Hoàn mím chặt môi nhìn Tần Tương, nhanh chóng rút từ tay áo ra một viên thuốc, rồi đưa vào miệng nàng. Đó là một viên giải độc phòng thân, có thể hóa giải nhiều loại thuốc mê thông thường. Nhưng Tần Tương đã bị trúng loại thuốc tê đặc biệt, nên viên giải độc này không thể hoàn toàn hóa giải được cũng không còn thời gian để chờ chất độc trên người nàng tan hết. Sau khi Tần Tương uống xong viên giải độc, Tần Hoàn lập tức rút từ tay áo ra một cây kim bạc. Nàng giơ tay, châm vào vai và cổ Tần Tương, chỉ trong nháy mắt, Tần Tương đau đớn khẽ rên lên. Cơn đau dữ dội cùng cảm giác tê dại từ vai và cổ lan ra khắp cơ thể nàng. Dù đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng tay chân và phần thân trên dường như đã khôi phục lại chút cảm giác tần tương mấp máy môi cuối cùng cũng có thể nói được tâm tôn thần y muốn lấy tim ta hai canh giờ hai canh giờ nữa hắn sẽ đến nói xong mắt tần tương sáng lên rồi tiếp lời bạch phi ngọc bạch phi ngọc là thương lục là người dưới trướng tôn thần y không phải bạch thiếu chủ câu nói của nàng có phần lộn xộn sợ rằng tần hoàn không hiểu được nhưng không ngờ tần hoàn không hề tỏ ra kinh ngạc chỉ gật đầu và nhanh chóng đỡ nàng dậy, đứng dậy trước đá. Tần tương được đỡ dậy, trên người chỉ còn lớp áo lót. Thấy vậy, tần hoàn nhanh chóng cởi áo choàng của mình khoác lên vai tần tương. Chiếc áo mang theo hơi ấm của tần hoàn khiến tần tương xúc động, mũi nàng cay xè. Ngươi, ngươi sao lại ở đây? Tần tương vừa nói, hốc mắt lại đỏ hoe. Tần hoàn liếc nhìn nàng, không có chút vui mừng nào khi gặp lại tỉ muội sau thời gian xa cách. Chỉ là gương mặt lạnh lùng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta phải rời khỏi đây." Tần Tương vội vã gật đầu, đến lúc này, để giữ mạng sống, nàng sẽ không do dự bất cứ điều gì. "Được, chúng ta đi ngay." Tần Tương gấp gáp đáp lại, nhưng Tần Hoàn lại nhíu chặt mày. "Tần Tương nghi hoặc hỏi, sao vậy?" Tần Hoàn đành phải nói, "Tam ca đuổi theo ngươi, chúng ta chia ra giữa chừng và giờ không có tin tức gì về chàng." Lục Tỷ và Phục Linh cùng một vài người khác cũng bị bắt vào, hiện tại vẫn đang bất tỉnh ở phòng ngoài. Tần Tương lập tức mở to mắt kinh ngạc, nhưng Tần Hoàn đã nắm lấy cánh tay nàng, đi thôi. Tần Tương bị Tần Hoàn kéo đi, nàng không còn giày trên chân, chỉ còn đôi tất mỏng, nhưng lúc này không còn quan trọng nữa. Cơ thể nàng tê cứng, bước chân lảo đảo, Tần Hoàn phải đỡ nàng để nàng dựa vào mình. Khi hai người vừa ra khỏi căn phòng băng tần hoàn đột nhiên dừng bước tần tương nhìn nàng với vẻ mặt nghi hoặc tần hoàn lập tức nói có người đến tần tương giật mình tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong tai nàng tìm nàng đột nhiên đập mạnh khuôn mặt lập tức hiện rõ vẻ sợ hãi ánh mắt tần hoàn lướt qua rồi nhanh chóng đỡ tần tương đi về phía bên kia của phòng băng họ càng lúc càng rời xa lối ra tiến sâu hơn vào phía trong căn phòng tối tăm này sau khi rẽ một góc tần hoàn dừng chân nghiêng tay lắng nghe tiếng bước chân đang tiến gần về phía phòng băng lòng nàng lập tức căng thẳng nếu người kia đến phòng băng và không thấy tần tương họ sẽ bị phát hiện và mọi cố gắng của họ sẽ trở nên vô ích tần hoàn khẽ nghiến răng khi nghe tiếng bước chân đi qua phòng băng sau đó chúng lại hướng về phía họ nàng nắm chặt tay tần tương và nhanh chóng dẫn nàng vào sâu hơn căn nhà tối này đã cũ kỹ mang lại cho tần hoàn cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể họ tiếp tục đi sâu vào bên trong dọc theo con đường có những cánh cửa bí ẩn tần hoàn không biết đằng sau các cánh cửa đó là gì nên không dám vào tiếng bước chân phía sau vẫn không ngừng lại và khi thấy trước mặt là một lối cụt tiếng bước chân đã đến rất gần tần hoàn đành phải đẩy một cánh cửa bí mật và cùng tần tương chui vào trong cánh cửa đóng lại tiếng bước chân bên ngoài hành lang nghe càng thêm rợn người tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn tần tương siết chặt cánh tay tần hoàn trong bóng tối tần hoàn nhíu mày nhưng không đẩy tần tương ra tiếng bước chân đến sát cửa rồi đi qua tần hoàn thở phào nhẹ nhõm còn tần tương ngã vịt xuống đất khi tần tương ngồi xuống phát ra một tiếng động nhỏ tần hoàn vội vàng nhấn vai nàng khẽ thì thầm suỵt Tần tương lập tức hiểu ra và nín thở, người vừa rồi đã đi qua ngoài cửa, nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Nếu phát hiện ra có tiếng động trong phòng, họ sẽ bị lộ. Tần tương không dám sơ suất, họ vẫn chưa thể tìm được lối ra, và ai biết trong căn phòng tối này còn ẩn chứa những gì. Nếu bị phát hiện rằng nàng đã chạy trốn, tôn hảo nguyệt và người của hắn sẽ dễ dàng tìm ra nàng. Tần tương không dám động, ngồi sát bên tần hoàn, đúng lúc đó nàng ngửi thấy một mùi kỳ lạ, giống như mùi nước thải nhưng nồng hơn, xen lẫn với mùi thối giữa đến sờn gai ốc. Tần tương lập tức nắm chặt cánh tay tần hoàn, trong tình thế này, mọi nỗi oán hận và tức giận thương ngày của nàng như bay biến. Sau một khoảng thời gian ngắn, tiếng bước chân từ sâu trong căn phòng tối dần đến gần, nhanh chóng đi ngang qua cửa nơi hai người đang ẩn nấp. Tần Hoàn và Tần Tương đều nín thở, chờ đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn, cả hai mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giờ phải làm sao, chúng ta ra ngoài ngay bây giờ chứ? Theo bản năng, Tần Hoàn cảm thấy người vừa rồi vẫn chưa đi xa, nên khẽ lắc đầu. Nàng đứng lên, lấy ra một cây lửa từ căn phòng tối om, đánh sạt một tiếng, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng gần nửa căn phòng trống trải trước mặt. Đây là cái gì thế? Tần Tường không dám nói lớn, nhưng vẫn không kìm được thốt lên bằng giọng thấp, chuyện gì thế này? Trước mắt nàng, trong căn phòng tối đen, có hàng loạt bình xứ trắng được xếp đầy. Những chiếc bình đó đủ kích cỡ, lớn có, nhỏ có, được xếp thành hàng trên chiếc bàn dài. Nhìn từ bên ngoài, không thể biết được chúng chứa gì bên trong, nhưng mùi hôi tanh và ghê rợn bốc ra khiến nàng buồn nôn, chứng tỏ những chiếc bình này chắc chắn đang chứa thứ gì đó kinh hoàng. Tần hoàn nheo mắt, theo bản năng cầm mọn lửa tiến đến giữa những chiếc bình. Căn phòng này rộng khoảng 10 triệu vuông, với ba bốn chục chiếc bình được xếp đều đặn. Nhìn về phía đối diện, nàng ngạc nhiên phát hiện căn phòng còn có lối vào sâu hơn. Tình hình nguy hiểm này khiến nàng Trần Trừ không dám bước tiếp, nhưng khi nhìn những chiếc bình đó, lòng nàng không khỏi lạnh toát. Sau khi đã chứng kiến và cứu sống biết bao nhiêu người, Tần Hoàn cảm thấy như sắp phát hiện ra bí mật kinh hoàng mà Tôn Hạo Nguyệt đang che giấu. Tần Hoàn một tay cầm mọn lửa Tay kia kéo Tần Tương, bước qua những chiếc bình xếp đầy trên bàn, chầm chậm tiến vào căn phòng thứ hai. Tần Tương run rẩy không ngừng, theo bản năng nép sát vào áo choàng của Tần Hoàn, tay nắm chặt nàng không dám buông. Họ đi rất chậm, sợ rằng một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến mọi thứ đổ bể. Chẳng mấy chốc, Tần Hoàn đã nhìn thấy căn phòng thứ hai. Trong khoảnh khắc, toàn thân Tần Hoàn nổi ra gà, phía sau nàng Tần Tương không kìm được bật lên một tiếng kêu nhỏ, sau đó buông tay Tần Hoàn vào quay sang một bên nôn khan. Căn phòng thứ hai cũng lạnh lẽo không kém, Tần Hoàn vừa bước vào, lập tức nhìn thấy những bồn băng ở bốn góc phòng. Nàng định tiến thêm vài bước, nhưng khi thấy trên bàn ở giữa là một thi thể vẫn còn khá mới, chân nàng khựng lại. Đó là một thi thể chết chưa quá bảy ngày, được bảo quản cẩn thận nên chỉ mới có dấu hiệu phân hủy nhẹ. Chương 250 thi thể vẫn chưa phồng lên, nhưng các đốm tử sắc đậm đã lan rộng, bên dưới lớp đốm, làn da trắng bệch nổi bật lên điều khiến Tần Hoàn và Tần Tương cảm thấy kinh hãi chính là tay chân của thi thể vẫn nguyên vẹn nhưng từ phần cổ trở xuống đến xương hông, gần như chỉ còn lại khung xương và lớp da. Toàn bộ nội tảng đã bị lấy đi. Thi thể nằm im lìm trên bàn lớn, dưới chân là vài chiếc chén sư lớn. Thi thể nằm yên trên bàn dài, dưới chân là vài chiếc chén sứ lớn bên trong những chiếc chén sứ là các khối băng trong suốt. Phía trên khối băng có những vật thể với hình dạng không đồng nhất. Tần hoàn lần lượt quan sát, những hình vẽ trên sách y thuật về các cơ quan lúc này hiện ra sống động trước mắt nàng. Trong giây lát, Tần Hoàn đã hiểu rõ những chiếc hộp gỗ chất đầy phía sau kia chứa đựng điều gì mà không cần phải nói ra. Cái lạnh kỳ lạ từ khắp bốn phía tràn tới, len lỏi qua từng lỗ chân lông của Tần Hoàn nàng đã từng nói, trên đời không tồn tại yêu quái ăn tim người. Tần Hoàn đứng một lúc lâu rồi mới tiến một bước tới, vừa nhìn đã thấy trên bàn đặt dụng cụ cắt gọt. Những dụng cụ cắt gọt này cũng giống như bộ tố vấn cửu châm, có bảy tám chiếc dài ngắn khác nhau, có cây cong, cây thẳng, hình dạng đa dạng nhưng đều rất mảnh và tinh xảo. Tần Hoàn gần như có thể tưởng tượng được những dụng cụ tinh xảo này đã được dùng để lấy ra trái tim người một cách gọn gàng như thế nào. Ánh mắt Tần Hoàn đảo qua, nàng nhìn thấy một chiếc bàn khác ở xa, trên đó trống trơn và sạch sẽ, nhưng bên dưới chiếc bàn ấy có một khung gỗ chất đầy vật gì đó. Tần Hoàn cầm đuốc, vòng qua chiếc bàn đặt thi thể, chậm rãi bước đến chỗ khung gỗ đó. Tần Tương đang đứng một bên và cố kiềm nén cơn buồn nôn, liền tiến đến giữ chặt cánh tay Tần Hoàn khi thấy nàng bước tới khi cả hai đến gần khung gỗ, họ phát hiện bên trong có hai xác mèo chất chồng lên nhau. Tần tương bật lên một tiếng qua, rồi lại nôn khan thêm lần nữa. Ánh mắt tần hoàn trầm xuống khi nhìn căn phòng trống trải này, rồi lại quay sang nhìn chiếc bàn kia. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tôn hạo nguyệt trong bộ áo trắng đứng trước bàn, cẩn thận lấy hết nội tạng thi thể ra. Tần hoàn nhíu mày trong khoảnh khắc, tự hỏi thi thể này là của ai? Nghĩ vậy, tần hoàn tiến lại gần thêm vài bước, nhìn vào gương mặt thi thể. Tần tương thốt lên một tiếng qua, rồi lại nôn khan thêm lần nữa. Ánh mắt Tần Hoàn trầm xuống khi nhìn căn phòng trống trải này, rồi quay sang nhìn chiếc bàn kia. Nàng thậm chí có thể hình dung tôn Hạo Nguyệt trong bộ áo trắng đứng trước bàn, lấy hết nội tạng từ thi thể ra. Tần Hoàn nhíu mày một chút, tự hỏi thi thể này là ai. Nghĩ vậy, Tần Hoàn tiến đến gần hơn để nhìn kỹ mặt thi thể trước mặt là một xác chết có làn da màu tím sậm bị che phủ bởi vết lốm đốm tuy đã không còn nguyên vẹn nhưng tần hoàn vẫn nhận ra đó là xác của một nữ nhân tần hoàn chăm chú quan sát kỹ hơn rồi nhìn mái tóc khô xác của thi thể nàng đoán rằng người chết có lẽ là một cô nương trẻ tuổi đang suy nghĩ xem người chết có thể là ai ánh mắt tần hoàn bất chợt dừng lại trên cánh tay khô héo đặt bên cạnh thi thể khi nhìn thấy bàn tay khô gầy trắng bệch đó trong đầu tần hoàn lập tức hiện lên một hình ảnh nàng nhớ lại buổi lễ tang mà các nàng đã chứng kiến trước quán trọ trường phúc đôi mắt tần hoàn khẽ nhíu lại đột nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài phòng lùa vào phía sau các nàng thì ra các ngươi lại ở đây giọng nói lạnh lùng vang lên bất ngờ khiến tần tương sợ hãi kêu lên còn tần hoàn lập tức xoay người ngay khi nghe thấy âm thanh đó vừa quay người nàng thấy ở bức tường phía đối diện một cánh cửa bí mật đã mở ra, và một người mặc áo bạc, Bạch Phi Ngọc, đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm các nàng. Trước kia, nếu nhìn thấy Bạch Phi Ngọc, ánh mắt tần tương chắc chắn sẽ lấp lánh vui mừng, nhưng lúc này, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ kẻ này. Thương Lục, chỉ là một hại nhân, một tên giả mạo Bạch Phi Ngọc, vậy mà nàng lại từng động lòng. Người mà nàng trân trọng, hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo muốn hại nàng. Tần Tương nắm chặt tay Tần Hoàn, nửa thân mình nép sau lưng nàng, mắt nàng cụp xuống, muốn nhìn Bạch Phi Ngọc nhưng lại không dám. Phía bên kia, Bạch Phi Ngọc từ từ tiến vào phòng. Tần Hoàn lập tức lùi lại, vừa lùi vừa liếc nhanh ra sau, tìm kiếm đường thoát. "Chủ tử của ngươi đâu?" Ánh mắt Tần Hoàn thay đổi, nàng bất ngờ hỏi với giọng trầm, "Chủ tử của ngươi đâu?" Bạch Phi Ngọc hơi ngạc nhiên hắn dường như không ngờ rằng Tần Hoàn nhỏ bé và yếu mềm, lại không chút sợ hãi mà còn nói với giọng đầy uy lực bạch phi ngọc chỉ cười nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc. người đến để cứu nàng, ta e rằng người sẽ chẳng cứu được nàng mà còn tự chốt lấy họa vào thân. người vốn không nên biết nhiều bí mật đến thế. đến lúc đó, chủ tử sẽ ép người uống vong yêu tán và người sẽ quên hết mọi thứ. nhưng nếu người tự bước vào đây và chứng kiến quá nhiều thứ, thì người chỉ đang tìm đường chết mà thôi một người đến còn chưa đủ, vậy mà các ngươi lại tự mình kéo thêm nhiều người vào đây, tất cả chỉ vì nàng sao? Thường lục liếc nhìn tần tương, ánh mắt dường như có chút diễu cợt. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi của tần tương đối với người đàn ông này bỗng chốc vơi đi. Giọng điệu mỉa mai của thương lục khiến nàng gần như muốn rút dao giết hắn ngay lập tức. Tần hoàn nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn, một người nữa sao? Ngoài chúng ta ra còn ai khác? thương lục cười mà không đáp ánh mắt tần hoàn dần trở nên u ám chu quản gia cũng ở đây sao tần hoàn hiểu ra chu hoài hẳn đã chọn con đường này bất kể các nàng từ thôn tam nguyên chạy tới như thế nào vẫn sẽ gặp chu hoài nhưng kỳ lạ là trên suốt đường đi các nàng vẫn không gặp chu hoài nàng đã luôn không hiểu chu hoài đi đâu nhưng giờ đây đã sáng tỏ có lẽ chu hoài cũng nhận thấy lời nàng nói có lý nhưng không muốn kéo các nàng cùng vào nguy hiểm vì vậy hắn đã tự mình đi đến đây. Thường Lục im lặng, không phản bác, dường như đã mất hết kiên nhẫn để tiếp tục tranh luận với các nàng bất ngờ, hắn bước tới trước, hướng thẳng về phía Tần Hoàn. Dáng người hắn vốn gầy, nhưng thân pháp linh hoạt, rõ ràng là một cao thủ võ công. Tần tương sợ đến mức đôi chân run rẩy, trong khi Tần Hoàn nhìn thấy hắn tiến thẳng đến liền lập tức rút một vật từ trong tay áo ra. Vút một tiếng vang lên, thương lục nhíu mày trên áo bạc của hắn đột nhiên hiện lên một vệt đỏ tươi thương lục không thể tin nổi liếc nhìn tần hoàn đang cầm nỏ nhỏ trong tay rồi nhìn xuống vết máu trên đùi mình hắn ngừ lạnh một tiếng rồi lao mạnh về phía tần hoàn tần hoàn kéo tần tương lùi về phía cửa căn phòng đầu tiên nàng liên tục bắn những mũi tên nhỏ từ nỏ trong tay nhưng thương lục lúc này đã cảnh giác nỏ của tần hoàn không còn hiệu quả chỉ tạo thêm hai ba vết thương nhẹ chẳng bao lâu Tần hoàn hết tên, đây là loại nỏ mà nhạc ngưng đã tặng nàng để tự vệ thường ngày. Nàng cất nỏ trong túi sách, không mang theo bên mình nhưng lần này tới Bách Thảo Viên là một chuyến mạo hiểm. Tần hoàn mới vừa rồi quyết định mang theo bên mình mỗi lần chỉ có thể trang bị 10 mũi tên. Đây là lần đầu tiên tần hoàn sử dụng chiếc nỏ này hơn nữa sức sát thương của mũi tên cũng hạn chế. Cơ bản không thể gây tử vong, mà võ nghệ của thương lục lại xuất chúng hắn không sợ đau đớn. Chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt tần hoàn tần hoàn nhanh chóng lùi lại hai bước trong lòng thầm kêu không ổn nhìn thấy một luồng gió mạnh hướng về phía mình ánh mắt tần hoàn nhanh chóng đảo qua nàng nhận ra phía sau bàn có một chiếc bình xứ trong đầu nàng lóe lên ý tưởng nàng lập tức chộp lấy bình và ném về phía thương lục ngay khi nàng ném bình xứ thương lục cũng đã phản ứng nhanh chóng khi bình xứ bay đến gần phản ứng đầu tiên của hắn là định bắt lấy bình đôi mắt tần hoàn sáng rực lên một tay ném bình xứ tay kia kêu lớn, chạy đi. Tần tương trên người không còn sức lực do thuốc mê, lúc này tay chân nàng bắt đầu yếu đi nhưng thấy tần hoàn cố gắng ứng phó với thương lục. Nàng lập tức chạy về phía cửa thương lục thấy vậy ánh mắt hắn lạnh đi. Khi thấy bình xứ bay tới hắn không chút do dự, dâm một tiếng, chiếc bình xứ trắng rơi xuống đất và vỡ vụn một mùi hương chua chát khó chịu lập tức lan tỏa khắp nơi cùng lúc đó. Tần hoàn thấy trên mặt đất những mảnh vỡ xứ và bất ngờ một viên tròn đỏ tươi lăn ra tần hoàn cảm thấy sợ hãi thương lục dường như cũng không để ý đến điều này nàng và tần tương hiện tại giống như con mồi trên thớt chờ bị xé xác tay áo rôn dày thanh kiếm lạnh lẽo đã nằm gọn trong tay tần hoàn thương lục thấy tần hoàn cảnh giác hắn chỉ cười lạnh hắn lại lao đến chỗ tần tương hắn lạnh lùng nhìn tần tương chạy đi đâu bây giờ tần tương thấy mình sắp chạy thoát nhưng lại bị chặn lại mặt nàng trắng bệch muốn lùi lại phía sau nhưng thương lục đã chớp mắt xuất hiện trước mặt nàng tần tương chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một bóng dáng màu bạc còn chưa kịp phản ứng thì cổ nàng đã bị hắn nắm chặt đau đớn khiến tần tương ho khan liên tục khụ 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 tần hoàn cầm thanh kiếm lạnh lẽo đứng bên cạnh một cơn lạnh lẽo từ chân dâng lên tận ngực thương lục chỉ cần một tay cũng đã có thể khống chế tần tương hắn từ thắt lưng lấy ra một lọ thuốc ném xuống chân tần hoàn ăn đi Thấy Tần Hoàn đứng im, Thương Lục lập tức nắm chặt tay nàng với sức mạnh mạnh mẽ, khiến Tần Tương không còn sức phản kháng. Tần Hoàn nhìn thấy vậy, cúi người nhặt lấy lọ thuốc trên mặt đất nàng mở nắp lọ và lôi ra một viên thuốc màu nâu viên thuốc lăn lộn trong lòng bàn tay. Tần Hoàn ngừng đầu nhìn Thương Lục. Thương Lục lại tỏ ra hung hãn, định ra tay lần nữa Tần Tương ngừng cao đầu, nhưng hai chân đã không còn sức. Ánh mắt Tần Hoàn khẽ cụp xuống, nàng ngửa đầu địch uống viên thuốc. Dầm một tiếng, cánh cửa mà Tần Hoàn đã khép lại bỗng dưng bị mở ra. Tần Hoàn sừng sốt, Tần Tương cũng ngạc nhiên, còn Thương Lục thì hết sức kinh ngạc quay lại nhìn nhưng ngay khi hắn vừa quay người, một lực mạnh mẽ đã dừng lại ngay ngực hắn. Thương Lục chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập cổ họng trào ra vị tanh ngọt. Hắn buông tay ra nhẹ nhàng hắn chưa kịp phản ứng thì lại bị một trường đập vào lưng lần này, thương lục lảo đảo hai bước, mắt tối sầm rồi ngã xuống. Tần tương ngã xuống đất, ho khan không ngừng. Còn tần hoàn, nàng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của vãn hạnh đang nhíu mày. Nàng vừa nhận ra vãn hạnh đã từ cánh cửa xông vào và ra tay thân pháp của nàng lại còn nhanh nhẹn và tàn nhẫn hơn cả thương lục. Ánh mắt tần hoàn chớp động, nàng thấy thương lục nằm trên đất, khóe môi chảy máu nhẹ. Tần hoàn biết hắn đã bị thương rất nặng. Vãn hạnh vẫn đứng im, đôi mắt cụp xuống không hề phát ra âm thanh nàng cúi đầu một chút tiểu thư nô tỳ Tì đã tìm ra đường thoát để nô tỳ dẫn ngài ra ngoài vãn hạnh vẫn im lặng như một bóng ma tần hoàn nhìn nàng ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm tần tương cũng ngạc nhiên nhìn vãn hạnh nàng không hề hay biết rằng người hầu bình thường trong mắt mình lại có tài năng xuất sắc như vậy và giờ đây lại cứu mạng các nàng được rồi bây giờ chúng ta đi thôi tần hoàn đáp nhanh chóng một tay đỡ tần tương đứng dậy. Tiểu thư, để nô tỳ giúp ngài. Vãn hạnh tiến tới, mạnh mẽ đỡ tần tương đứng vững. Tần hoàn gật đầu, rồi nhìn thoáng qua thương lục nằm trên đất, ngay lập tức xoay người hướng cửa ra. Trong tay tần hoàn đèn lửa lập lòe, nàng quay đầu nhìn một lượt nhìn thấy vãn hạnh nhanh nhẹn đỡ tần tương theo sau, vẻ mặt nàng không chốt biểu cảm, không có một dấu hiệu nào của sự hoảng loạn. Tần hoàn thu ánh mắt lại, Lòng nàng chậm rãi chìm xuống. Khi đến cửa chính của Nhân Tâm Viện, Tần Hoàn cảm thấy trong phòng có một mùi hương kỳ lạ, nên khi vào Nhân Tâm Đường, nàng thường mang theo thuốc thanh tâm giải độc vì vậy, khi những người khác đã mơ màng chuẩn bị ngủ thì Tần Hoàn vẫn tỉnh táo, sau đó nàng giả vờ mất xỉu, bị đưa vào nơi bí mật này, nàng là người đầu tiên phát hiện ra sự việc, còn Vãn Hạnh thì sao? Đến thời khắc này, những nghi ngờ trong lòng Tần Hoàn đã rõ ràng hơn bao giờ hết theo con đường phía trước, không lâu sau nàng đã đến trước cánh cửa của băng thất. Cửa băng thất vẫn đóng chặt, hướng ra bên ngoài cũng yên tĩnh lạ thường. Tần hoàn trong lòng thả lòng chút ít, ngay lập tức tiến về phía tạp gian không xa các nàng đến đây là để cứu tần tương, không lẽ lại bỏ lại những người khác tại đây sao? Tần Hoàn tiến thẳng đến tạp gian đó. Tạp gian chật trội, Tần Hoàn nhanh chóng bước vào, vãn và hạnh cũng dẫn Tần Tương vào theo cửa vừa khép lại, Tần Hoàn lấy trong túi ra thuốc, cấp cho Tần Tương và Vãn Hạnh mỗi người một viên thanh tâm giải độc hoàn. Sau khi đưa thuốc, Tần Hoàn tập trung nhìn ra cửa, chờ đợi động tĩnh bên ngoài thuốc giải độc không phải là có thể làm cho họ tỉnh lại ngay lập tức thời gian trôi qua. Thương Lục vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tình trạng của hắn rất khả quan. Tiểu thư, không bằng để nô tỳ đưa ngài ra ngoài trước. Vãn Hạnh bỗng lên tiếng, thường ngày nàng ít khi nói, nhưng giờ phút này lại tỏ ra sốt ruột. Tần Hoàn liếc nhìn vãn hạnh, trong ánh mắt của nàng, Tần Hoàn chỉ thấy sự lạnh lẽo. Tần Hoàn lắc đầu, ra ngoài có thể sẽ gây sự chú ý, mà muốn vào cứu người thì sẽ khó khăn. Vãn hạnh dường như rất quan tâm đến sự an nguy của Tần Hoàn, nhưng nếu chờ lâu, tình hình có thể sẽ thay đổi. Tần Tương nghe vậy, lập tức nắm chặt tay Tần Hoàn, lo sợ vãn hạnh sẽ dẫn nàng đi mà bỏ lại mình tần hoàn nhìn qua những người nằm đó, lại lắc đầu, chờ một chút, đừng quá vội. Tần hoàn vừa nói xong, vãn hạnh có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, thấy sắc mặt tần hoàn thật sự đáng tin, nàng liền nghiêng người dựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.